Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 71 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Thì cái chủ đề của phần 71 này là Mai niu rô thắng, thản chỉ thá. Ở đây nó có hai vế nè, tức là hai sự việc á. Mai là bán, niu rô là thịt bò, còn niu rô thắng là canh thịt bò. Thì mình đoán nó chắc là một cái món thịt bò tìm thuốc bắp thôi rồi thản chỉ thá thản là chơi một cái loại đàn nào đó chỉ thá là guitar như vậy là thản chỉ thá là chơi guitar ghép chung nguyên một cái tựa đề này lại thì chúng ta có thể tạm dịch là bán canh thịt bò và chơi guitar cũng được mai niệu rô thang thản chỉ thá thì à, mọi người có thể dịch là cái cách nào đó cũng được nhưng mình biết là hai cái việc này tức là cái việc mà đàn guitar là để thu hút khách đến để mà ăn cái món để mà uống cái món canh đó thôi à, sau đây là nội dung chi tiết đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần trong phần này mọi người có thể nhìn vào trong cái màn hình cũng được nhìn nội dung cũng được còn không thì thôi để xem mình nghe được nhiều không sau đó rồi thì thầy sẽ giải thích nội dung chi tiết cho mọi người nhé xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào 在中国洛阳，人们很喜欢喝牛肉汤。孙志刚今年三十七岁。二零一零年，他和妻子一起开了一个牛肉汤饭馆。开始的时候，来饭馆吃饭的人不太多。 孙志刚很喜欢弹吉他，网友们可以在网上看到他在饭馆里弹吉他。大家觉得他弹的非常好听，有一些网友从很远的地方来他的饭馆吃饭，因为。 tham sàng thiên, tha thản chỉ tha. Thì vừa rồi là, là nội dung chi tiết của cái cái bài, bây giờ mình sẽ giải thích cho mọi người nắm những cái chỗ nào mà mọi người chưa nắm nha. Trai Trung của Lua Giảng, Lua Giảng là Lạc Dương, à, tại vùng Lạc Dương, thành phố Lạc Dương của Trung Quốc. Rễn mênh khánh xỉ hoan hứa, nỉu râu thang, mọi người đều rất thích. Rỉnh mến là mọi người, người ta gì đó cũng được. Hảnh xì hoan là rất thích. Hơ niểu rô thăng. Tiếng Việt mình gọi là ăn canh, nhưng người Trung Quốc thì gọi là uống canh, hơ thăng. Như vậy thì tùy mọi người thôi. À, ta có thể dịch là ở vùng Lạc Dương của Trung Quốc, á, mọi người đều rất thích uống canh thịt bò hay ăn canh thịt bò cũng được thì tùy. Tại nó chủ yếu là uống cái canh của người Trung Quốc với của người Việt nó cũng có khác một chút cái gọi là canh của người Việt thường trong đó là nó có nhiều thứ lắm tức là cái nó nhiều có cá có này có kia có nọ có rau là đủ thứ nhưng mà canh của người Trung Quốc á thắng thì chủ yếu là uống tức là nó ít những cái à, những cái cái bên trong cho nên là nó dùng từ thang rồi trai Trung của lô giảng rất mình hẳn xì hoan hứa rô thăng. Xuân Trư Căng Chí nén san sửa chi xuê. Xuân là họ tôn, ông tôn Trung Sơn, rồi đó Xuân Ngu Khôn là tôn Ngộ Không đó. Xuân Trư Căng là tôn Chí Cương, à, tôn Chí Cang cũng được, hay dịch là Cang đi. Cang là gan thép á, phía trước nó có bộ đó là bộ kim. Chí nén san sửa Chí xuê, năm nay 37 tuổi. Ơ lĩnh y lĩnh nén, tha hở chi dựa, Ý chỉ khai lời dĩ cưa, níu râu thắng phan quản. Ở lĩnh dĩ lĩnh niễn là năm 2010, tha hở ch uh, chi ý chứa, ý khai lời. Anh ấy và vợ cùng nhau mở. Bây giờ khai là cái gì? Khai lời dĩ cưa, đó là dĩ cưa phan quản. Là một cái nhà hàng. Cái nhà hàng bán cái gì? Nhà hàng thế nào? Thì là níu râu thắng phan quản hay là nếu rô thắng tờ phan quản có từ tơ ngay đó cũng được Tức là cùng nhau mở một cái nhà hàng à, bò tìm hay là canh bò gì đó cũng được khai sự tơ sử hô là lúc đầu khai sử là bắt đầu nhưng mà khai sự tơ sử hô thì là dịch là lúc đầu lãi phan quản sư phan là lãi phan quản hay là lãi phan quản lý sư phan là đến nhà hàng để dùng cơm hay là đến nhà hàng để dùng bữa. Rồi, lại phân quản lý chứ phân tơ rển, Cụm nào có tơ thì mình dịch đằng sau tơ mình dịch lại như vậy là những người đến nhà hàng dùng bữa của thai tố là không có đông lắm. Hoặc là những người đến nhà hàng để ăn uống thì không có đông lắm của thai tố. Xuân Trư can khảnh sự hoàn thản chỉ tha. Và cái anh Tôn Chí Cương này tôn chí Cang này nè xuân trư Cang, khánh sĩ hoan thản chỉ tha rất thích chơi guitar quảng dồ tức là những bạn bè ở trên mạng á. bạn bè mà thông qua mạng tức là giao lưu chủ yếu nha trên mạng là quảng dồ quảng dồ minh khởi gì trai hoàng sang khan to có thể ở trên mạng trông thấy trông thấy cái gì tha trai phan quản lý thản chỉ tha trông thấy anh ấy chơi guitar ở trong nhà hàng trong nhà hàng của mình á mình sẽ đọc lại ha xuân trư can chỉ tha quảng minh gì hoàng khan to tha quản lì chỉ tha ta tha là mọi người cảm thấy tha thản tờ phéi sản hò thiến anh ấy chơi rất hay à, từ tơ này ở đây nó làm bổ ngữ chỉ mức độ tức là chỉ, à, chơi như thế nào chơi cực kỳ hay hay là mình có thể dịch là rất hay thì phải thảnh tơ phéi sẵn hò thiến dù y xe quảng dầu có một số bạn bè mà quen biết nhau hay là giao lưu với nhau trên mạng quảng dầu dù. dù y xe quảng dầu xuống hẳn duyên ta đi phân lại từ ở những nơi rất xa đến sủng hẳn tới thi phán lại đến đâu lại tha tờ phan quản sư phan đến nhà hàng của anh ấy để mà dùng bữa để ăn uống yên quê tha anh hẳn sĩ hoan thiên bởi vì họ rất thích nghe tha thẳng sĩ tha à, anh ấy chơi guitar thì đó là nội dung chi tiết của bài nếu các bạn có À, thắc mắc điều gì hoặc là chỗ nào chưa rõ các bạn cứ viết trong phần comment cho mình nhé sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần để cho nó quen xin mời mọi người cùng đọc theo mình nhé Trái trung của lô giảng Rỉnh minh hẳn xìu hoan hứa niệu rô thăng 孙志刚今年三十七岁。二零一零年，他和妻子一起开了一个牛肉汤饭馆。开始的时候。 来饭馆里吃饭的人不太多。孙志刚很喜欢弹吉他。网友们可以在网上看到他在饭馆里弹吉他。 大家觉得他弹的非常好听，有一些网友从很远的地方来到他的饭馆里吃饭，因为他们很喜欢听。 tha thản chỉ tha. Và đến đây là chúng ta đã tập luyện xong rồi, bây giờ xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc nhanh lại một lần để xem là mọi người có nắm bắt được nhiều không. Phần này là phần luyện nghe nên mọi người hãy nghe đi nghe lại nhiều lần thì càng tốt. Để làm sao mà chúng ta Nghe nó nhẹ nhàng, thoải mái, chứ không có quá tập trung thì mới thành công được. Sau đây xin mời mọi người cùng nghe nhé. Mình đọc lại một lần. Tại Trung Quốc lô giảng, người dân dân rất hoan khớ nướng rượu thắng. Xuân Trị Căng năm nay 37 tuổi. Năm 2010, tha và chi gái 一起开了一个牛肉汤饭馆。开始的时候，来饭馆里吃饭的人不太多。孙志刚很喜欢弹吉他，网友们可以在网上看到他在饭馆里弹吉他。大家觉得他弹的非常好听。 có y xe huyền lại phan quản, phan. hẳn chỉ tha. Và đến đây thì mình kết thúc cái phần 71 này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận những cái thông tin mới nhất và những cái video clip mới nhất nha. Và nhân đây cũng chúc mọi người cùng với gia đình an lành, khỏe mạnh vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Xin chào mọi người.